Người đàn ông này trâu bò như thế nào? 3 tuổi đã bắt đầu lăn lộn, hơn 20 tuổi đã làm lão đại xã hội đen, mà những người từng là lão đại hơn 40 tuổi cũng phải cúi đầu phục tùng hắn. Thế nhưng trong một lần giao dịch, hắn bất cẩn bị một tay bắn tỉa bắn chết, vốn tưởng là chết thật rồi, không ngờ là vẫn sống. Nhưng mà không hiểu nổi sao lại biến thành một thằng nhóc. Thế là hắn móc điện thoại ra, muốn gọi cho A Đinh hỏi xem. Đột nhiên hắn nghĩ tới với dáng vẻ hiện tại, bất kể là gọi cho ai, nói với ai thì người ta cũng không tin. Lúc này hai đàn em của đại ca Trường phát hiện Trần Quýnh có điểm không đúng lắm, mà đại ca của bọn họ cũng đã hồi lại sau trận đau đớn, phải dạy dỗ cho Trần Quýnh một phen. Nhưng Vương Thiên Hạ hoàn toàn không để tâm, chỉ muốn rời đi, nhưng bị đại ca Trường túm lấy vai. Vương Thiên Hạ lập tức đấm cho tên này một quyền, đại ca Trường miệng phun bọt trắng rồi ngất đi. Đàn em của nó cũng nhảy lên tấn công Vương Thiên Hạ, nhưng vẫn bị Vương Thiên Hạ giải quyết gọn lẹ. Đứa còn lại bị dọa đến run lẩy bẩy, Vương Thiên Hạ không hề tha cho nó, vẫn đấm thẳng một quyền vào mặt. Thật ra là vốn bọn chúng không cần chịu đòn, đều tại vì tên đại ca đã hỏi thăm người nhà của Vương Thiên Hạ. Đại ca lúc này bị dọa liên tục nói xin lỗi Vương Thiên Hạ, biết là mình sai rồi. Vương Thiên Hạ bèn tha cho nó, sau đó quay đầu nói tên bên cạnh cởi đồ ra. Hắn mặc bộ đồ chưa bị bẩn vào, chỉnh đốn tóc tai, soi gương một cái, không tệ, có mấy phần phong thái của kiếp trước. Lúc này ba tên cá biệt tưởng Vương Thiên Hạ tha cho chúng rồi, định bụng rời đi, nhưng đã bị hắn gọi lại, bắt chúng nó nói những chuyện đã xảy ra trước đó. Cả ba rối rít giải thích rằng bọn tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là vừa bước vào đã thấy anh Quýnh ngài ngã dưới sàn co giật, bọn em tưởng anh muốn ăn vạ liền muốn dùng nước tè tưới cho anh dậy. Vương Thiên Hạ nghe xong lời giải thích này thì cạn lời, nếu đã như vậy thì để tao tè lại xem như chúng ta hòa. Ba đứa kiên quyết không đồng ý, kẻ sĩ thà chịu chết chứ không chịu nhục. Vương Thiên Hạ bèn dọa nạt cả ba, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn không hề cúi đầu. Hắn thấy bọn chúng cứng đầu như vậy thì muốn thu bọn chúng làm đàn em. Đột nhiên có một người đàn ông chạy vào hét to, đám hư hỏng này. Mấy tên cá biệt nhìn thấy ông ấy thì hơi hoảng hốt. Ông ấy chính là thầy kỷ luật của trường, các em đang đánh nhau đúng không, cút lên phòng giáo vụ hết cho tôi. Thầy kỷ luật bắt đầu hỏi cung, chỉ cần khai ra là ai ra tay trước, những người khác đều có thể đi. Đại ca lập tức hét to, bố, là Trần Quýnh ra tay trước, còn thiếu chút nữa khiến nhà chúng ta tiệt tự. Vương Thiên Hạ thật sự không ngờ được thầy kỷ luật lại là bố ruột cậu ta. Thầy nghe xong thì để những người khác đi ra. Trước khi ra về, đại ca còn bảo Vương Thiên Hạ ra về đừng có đi đâu, lần này cậu ta sẽ cho hắn phế luôn. Thầy kỷ luật bắt đầu phê bình Vương Thiên Hạ, em tên là Trần Quýnh đúng không, hình như em rất nổi tiếng, ngoại trừ hóa học ra hình như những môn khác em đều không đạt, lần nào thì cũng đứng nhất khối, nhưng mà từ dưới lên thành tích xếp bét thì thôi đi, lần nào có chuyện phiền phức cũng có mặt em, lần này còn ra tay đánh bạn, tôi thấy em như vậy là không muốn tiếp tục học nữa rồi. Vương Thiên Hạ nghe vậy thì cảm thán, đứa trẻ này đúng là quá thảm rồi, thất bại như vậy thì không bằng chết đi cho xong, hoàn toàn không thể sánh được với Vương Thiên Hạ 3 tuổi đã vào nghề. Nhưng mà lần này Vương Thiên Hạ phạm lỗi quá nhiều, thầy kỷ luật muốn gọi phụ huynh đến, muốn đuổi học Trần Quýnh. Vương Thiên Hạ bắt đầu hoảng rồi, lập tức nhận sai với thầy kỷ luật, vị giáo viên này, em biết sai rồi, tha cho em một lần được không? Khiến cho thầy càng tức giận hơn, đừng gọi tôi là giáo viên, phải gọi tôi là chủ nhiệm. Vương Thiên Hạ lập tức cúi đầu 90 độ, được ạ, chủ nhiệm, em nhất định sẽ truyền đạt lại yêu cầu của chủ nhiệm. Sở dĩ Vương Thiên Hạ tích cực nhận sai như vậy là vì không muốn hại cậu học sinh Trần Quýnh này, nhưng mà Vương Thiên Hạ không biết phải đi đâu tìm bố mẹ người ta đây. Hắn lấy điện thoại ra xem, may mà còn có số điện thoại của mẹ, nối máy xong, mẹ hỏi Trần Quýnh có chuyện gì không? Vương Thiên Hạ không biết nên nói sao, chỉ hỏi bà có thể đến trường một chuyến được không? Một tiếng đồng hồ sau, có một mỹ nữ đi đến phòng giáo vụ, người này chính là mẹ Trần Quýnh. Thầy kỷ luật nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài, hoan nghênh, tôi là chủ nhiệm kỷ luật của trường, gọi tôi thầy Điêu là được rồi. Giới thiệu bản thân xong, thầy còn muốn đưa mẹ đi tham quan trường, nhưng mà bị từ chối. Ta hỏi thầy gọi tôi đến trường là có chuyện gì vậy? Thầy kỷ luật bá vai Trần Quýnh cười nói, cũng không có chuyện gì to tát, chính là có mấy em học sinh chọc tới Tiểu Quýnh, sau đó Tiểu Quýnh đánh cho chúng một trận. Lúc này Vương Thiên Hạ rất cạn lời, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mẹ Trần Quýnh nghe vậy cũng rất kinh ngạc, vui mừng ôm lấy con trai, trước đây toàn bị người ta đánh, hiện giờ còn biết đánh lại, mẹ rất vui mừng vì con. Đến đây mẹ xem có bị thương chỗ nào không? Lúc này hai người hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của thầy kỷ luật, ông ta đã bị chọc tức điên. Hai người đủ rồi đó, cô hỏi xem con trai cô đã làm chuyện tốt gì đi, thiếu chút hại nhà chúng tôi tiệt tự, gọi cô đến là để cho cậu ta thôi học. Ha ha, thì ra đánh con trai ông thì bị đuổi học hả? Con trai tôi một tuần một lần thương nặng, mỗi ngày đều bị thương nhẹ, ông đã đuổi học mấy đứa đánh thằng bé chưa? Thầy kỷ luật lập tức giải thích mình không nhìn thấy ai đánh Trần Quýnh, nhưng mà hôm nay tôi đã nhìn thấy con cô đánh người rồi, còn bị tôi bắt ngay tại trận. Em ấy không những thành tích kém, đạo đức còn tệ, đúng là cha nào con ấy. Tôi là chủ nhiệm kỷ luật, chuyện này tôi quyết định, phần tử bất lương như Trần Quýnh phải loại bỏ. Vương Thiên Hạ nghe xong càng thấy đứa trẻ này đáng thương,
còn bi thảm hơn cả tưởng tượng của hắn nữa. Thế là hắn cầm cuốn sách chậm rãi bước tới gần thầy kỷ luật, dọa cho ông ta run lẩy bẩy, cậu muốn làm cái gì? Vương Thiên Hạ cười hi hi nói, em muốn đánh người. Nhưng mọi người nghĩ nhiều rồi, Vương Thiên Hạ đánh chính mình. Thầy kỷ luật cùng mẹ đều há hốc mồm, ôi đau quá, thấy giáo à? Không, chủ nhiệm, nếu như bây giờ em đi ra khỏi phòng làm việc, em nghĩ những ngày tháng tốt đẹp của thầy cũng không còn bao lâu nữa. Phen này thầy kỷ luật hoảng rồi, cậu đang uy hiếp tôi sao? Không không không, em đang giao dịch, hay là em đánh thêm mấy cái nữa, chúng ta cá chết lưới rách. Thầy kỷ luật gồng không nổi nữa, liên tục bảo Trần Quýnh dừng tay, và cứ như thế bỏ qua cho cậu. Vương Thiên Hạ cũng quay về lớp học, nhưng mà nhìn bản mặt thầy kỷ luật, có vẻ như không có ý định tha cho Trần Quýnh. Vương Thiên Hạ cùng mẹ đi trên hành lang quay lại lớp học. Mẹ hỏi Tiểu Quýnh, có lời nào muốn nói với mẹ không? Vương Thiên Hạ không biết nên nói gì, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng gọi mẹ, đúng là không gọi nổi, định bụng bỏ chạy. Hắn chạy vội về lớp nói, con vào học đây. Nhưng mà mẹ Trần Quýnh vẫn còn có lời muốn nói, cũng không kịp nói. Vương Thiên Hạ quay về lớp học lớp 10/3. Các bạn trong lớp đều nhìn hắn với ánh mắt dị dạng. Vương Thiên Hạ không thèm để ý, thứ hắn để ý là ông đây phải ngồi đâu bây giờ. Vương Thiên Hạ bèn xấu hổ hỏi bạn trong lớp, ai chỉ cho tôi chỗ ngồi được không? Các bạn nghe xong thì cười ha ha, cái tên này không phải bị đánh cho ngu rồi chứ, mình ngồi đâu cũng không biết. Lúc này có một nữ sinh đứng lên, gọi tên Trần Quýnh, cậu ngồi đây này. Vương Thiên Hạ đi đến chỗ ngồi của mình, nhìn cái bàn bị phá thành như vậy, trong lòng có chút không dễ chịu, một cước đá lật bàn, sau đó liếc mắt sang chỗ dãy bên kia hỏi, có ai nói cho tôi biết là ai làm không? Các bạn bị Vương Thiên Hạ dọa sợ vội vàng giải thích, là mấy người Triệu Long bên lớp 10/2 làm đấy. Tốt lắm, không ngờ vẫn là mấy tên đó. Vương Thiên Hạ quyết định sẽ dạy dỗ chúng một trận. Rất nhanh đã đến giờ tan học, tiếng chuông vừa kêu lên, Vương Thiên Hạ cuối cùng cũng đợi được tan trường. Hắn ngồi nghe giảng cả buổi chiều mà đầu sắp nổ, cũng hiểu được những người anh em kiếp trước của mình tại sao không có nổi một tên học lực cao. Học tập thật là vui. Vương Thiên Hạ thu dọn đồ xong thì đi ra cổng, nhưng hiện giờ hắn không biết nên đi đâu. Nhà của đứa nhỏ này hắn không biết ở đâu hết, cũng không thể đi tìm đàn em A Đinh của mình được, có lẽ phải ngủ ngoài đường thôi. Đúng vào lúc này có một đám giang hồ đi tới, gọi Vương Thiên Hạ lại. Đứng phía sau cùng của đám này chính là Triệu Long, con trai thầy kỷ luật. Nó chỉ Trần Quýnh rồi nói với đại ca, chính là nó đánh em. Đại ca vô cùng hùng hổ hỏi Vương Thiên Hạ, nghe nói thằng nhóc mày đánh nhau rất được đúng không? Còn một đánh ba cơ mà, mày đánh phải em tao rồi mày biết không? Giờ mày dập đầu xin lỗi, hay là pẹp. Còn chưa đợi tên này nói xong, một cái ba lô đã đập vào mặt. Vương Thiên Hạ lười nghe chúng lải nhải, muốn đánh thì đánh, đừng có nói nhiều lời như vậy. Đờ mờ, đại ca điên lên rồi, nắm nắm đấm lại chuẩn bị tấn công Vương Thiên Hạ. Hắn né được trong chớp mắt, lập tức ra một cú đấm móc vào tên đại ca, nhưng mà đại ca cũng né được. Ngay sau đó Vương Thiên Hạ lại thêm một quyền nữa, vẫn không đánh trúng, hắn tức lên rồi, đều tại tay quá ngắn, không đánh tới nơi. Như vậy lại khiến tên đại ca tưởng rằng mình có thể dễ dàng hạ Vương Thiên Hạ, trực tiếp bổ nhào đến. Vương Thiên Hạ nhắm chuẩn cơ hội, một chiêu kim kê một chân thêm cả ngả người về sau, lập tức khiến đại ca muốn vỡ cả trứng. Hai tên đàn em cũng bắt đầu tấn công Vương Thiên Hạ, hai quyền khó mà địch nổi bốn tay, nhưng mà vẫn để cho Vương Thiên Hạ tìm được cơ hội. Hắn cùng kẻ địch đều bị ăn vài quyền, cuối cùng vẫn là Vương Thiên Hạ thắng. Đây chính là lợi ích của việc vào nghề năm 3 tuổi. Nhưng mà Vương Thiên Hạ cũng mệt đến thở hồng hộc, bởi vì sức khỏe của đứa nhỏ này quá kém đi, có chút thể lực không đủ, mới đánh có ba tên côn đồ đã muốn kiệt sức. Đột nhiên hắn phát hiện vẫn còn một tên đang đứng, lập tức lấy lại tinh thần, vừa chuẩn bị giải quyết thì Triệu Long quỳ xuống trước mặt Vương Thiên Hạ, nhận lỗi với hắn, cầu xin hắn coi mình như quả dám mà tha tội. Vương Thiên Hạ bèn tha cho nó, xách ba lô bỏ đi. Nhưng mà bây giờ hắn đói phát hoảng, trong người không có tiền, cũng không biết đi đâu. Lúc này cô nữ sinh trên lớp đi theo sau lưng hắn, gọi hắn một tiếng. Vương Thiên Hạ nghe thấy láng máng, quay đầu lại nhìn, hình như là đang gọi mình. Nữ sinh đi tới bên cạnh hắn hỏi, có phải là cậu lại bị đánh không? Đúng thế, hình như tôi bị đánh cho mất trí rồi, ngay cả nhà mình ở đâu cũng không nhớ nữa. Cái đó cậu biết nhà tôi ở đâu không? Nữ sinh tưởng rằng hắn đang đùa, không ngờ lại là thật. Nữ sinh liền nói với Vương Thiên Hạ, nhà cậu ở ngay dưới nhà tôi. Vương Thiên Hạ đi theo nữ sinh về nhà, nhìn cánh cửa nhà mà có chút căng thẳng. Lúc mở cửa ra thì không thấy ai, Vương Thiên Hạ bèn bật đèn trong phòng lên, một căn nhà ấm áp xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này hắn nhìn thấy trên bàn có bức thư, là mẹ Trần Quýnh để lại, nói, mẹ đi làm rồi, con nhớ ăn cơm. Vương Thiên Hạ nhìn từ mẹ này thì nhớ lại ngày nhỏ, kể từ lúc hắn hiểu chuyện 3 tuổi vào giang hồ lăn lộn, đều là những người này chăm sóc ăn mặc cho hắn, còn có cả người bố một năm chưa gặp được mấy lần của hắn nữa, và người mẹ vĩnh viễn chỉ xuất hiện trong mơ. Kể từ nhỏ Vương Thiên Hạ đã rất ngưỡng mộ con nhà người ta, đều có bố mẹ đưa ra ngoài chơi, còn có thể cùng bạn bè đi học, nhưng những thứ bình thường đến không đáng nhắc tới này Vương Thiên Hạ đều không có. Hắn chỉ có thể ngồi siêu xe đi học, nhưng mà hôm nay tất cả đều ở trước mắt hắn. Tuy rằng xuất hiện rất đột ngột nhưng Vương Thiên Hạ rất vui mừng.
Ăn cơm xong hắn đi về phòng ngủ, phát hiện căn phòng không tệ, nhìn số sách trên giá. Thảo nào cái thầy kỷ luật kia lại nói môn hóa của Trần Quýnh tốt. Thằng nhóc này chẳng lẽ là muốn nghiên cứu tạo vũ khí hóa học báo thù xã hội sao? Hắn nằm phịch xuống giường, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lúc rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, đúng là khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Rốt cuộc là ai đã ra tay với hắn? Theo lý mà nói thì xã hội đen của hắn phát triển đến trình độ này, ít nhất là trong thành phố C cũng không có đối thủ. Rốt cuộc là kẻ nào? Vương Thiên Hạ càng nghĩ càng tức, cầm điện thoại lên muốn gọi cho A Đinh thương lượng, nhưng không nhớ số người ta, thật là ngại quá đi. Thế là hắn định sẽ đi tìm A Đinh, gặp mặt nói chuyện luôn. Trong điện thoại cũng nói không rõ được, hơn nữa là giờ còn biến thành một thằng nhóc, nhưng mà cho dù nói thì cũng sẽ không tin nhỉ. Vương Thiên Hạ vẫn cứ quyết định sẽ đi tìm A Đinh nói chuyện.